Rồi mã số là 37 nè, cây Redmi 5 Plus nha. Cây này bị nứt nên bán rẻ ha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm nha. Cây này găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G luôn, pin thì trâu, chơi tất cả loại game Liên Quân Wi-Fi bị up luôn ha. Đó, cây này thường em bán 750 nha. Giờ bị nứt miếng em bán có 600, mã số là 37 nha. Đó, mã số 37 nha, bị nứt ngay chỗ này nè ha, cảm ứng thì xài bình thường nha. Máy này thì cảm ứng xài bình thường luôn, full cảm ứng ha, không lỗi gì hết, bị nứt đi ép kính được luôn nha. Đó, em để bán vậy ha, ai mua được mỗi một người có dụng ý riêng ha. Rồi cây này 600k ha, mã số là 37, xài được hai sim 4G ha. Rồi mã số 41 nè, cây này cây iPhone 6G 16GB quốc tế nha, full chức năng không lỗi gì hết nha. Mã số là 7 mã số là 41 nha, bán 750 nha. Đó. Máy này thì cảm ứng có găng tay luôn nè, máy sạch sẽ luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng luôn, máy sạch sẽ luôn, màn hình riêng luôn. Đó, full chức năng luôn ha, tải sẵn mới ứng dụng, ai muốn tải thì gắn tài khoản vô tải nha. À, gắn tài khoản ngay chỗ này nè. Gắn tài khoản vô đây chỗ này nè. Ha, rồi vô tải ha. Tải muốn tải cái gì cũng được ha, chơi được game luôn nha. Đó, 750 nha, mã số là 41 nha, xài được sim 4G ha. Cây này tới 6G luôn rồi xài, nếu mà có mạng 6G nó xài được 6G luôn. Rồi cây này mã số là 6042 nè. Cây này cây Vivo 1718 nha. Đó, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm ha. Cây này em bán 750. 750 nha. À, 750 luôn, RAM 4, bộ nhớ 32 luôn ha. Cây này full chức năng không lỗi gì hết luôn nha. Em bán sổ luôn có 750. Mã số là 42 nha. Đó, máy móc ok full hết toàn bộ luôn nha. Đó, màn hình zin luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn nè. Đó, tải sẵn ứng dụng vô con luôn. Đó, ứng dụng em tải sẵn hết trơn luôn ha. À, máy móc ok luôn ha. Mã số là 42 ha. Đó, giá 750 nha, xài được hai sim 4G luôn nha. Rồi mã số là 43 ha, cây Oppo F5 nha, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Đó, cây này vỏ hơi cũ cũ nên em bán giá 750 nha, chứ cây này bán mắc lắm, màn hình thì không nứt không bể không gì hết luôn nha. Đó. Cây này em bán 750 nha, RAM 4, bộ nhớ 364 luôn ha. Mã số là 43 nha. Đó, máy full chức năng không lỗi gì hết luôn, máy full chức năng luôn nha. Đó, Wi-Fi này kia đầy đủ, pin thì tốt lắm. Rồi, vỏ thì xấu em bán 750 nha, mã số là 43 nha. Xài được hai sim 4G ha. Rồi mã số là 44 nè, của Oppo F5 luôn ha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này găng tay một chạm, xài được hai sim 4G luôn ha. Em bán cũng 750 luôn. Mã số là 44 nha, 750 nha. Đó, máy full chức năng luôn ha, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Đó, pin thì tốt lắm. Máy cũng mạnh lắm, RAM 4 mà, máy mạnh lắm ha. Đó, 750, mã số là 44 nha, xài được hai sim 4G ha. Rồi, mã số là 45 nè. Cây này cây Mi A2 Lite nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Camera kép, găng tay một chạm luôn ha. Đó, cây này nặng kịch, nó nặng lắm nha. Đó, xài được hai sim 4G luôn ha. Em bán 750, mã số là 47 nha. Máy móc ok, full chức năng tải được ứng dụng luôn ha. Đó, cây này zin nguyên cây luôn, màn hình zin, men zin hết toàn bộ ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn rồi, pin thì trâu lắm. Chơi được tất cả các loại game luôn nha, nó nặng kịch ha. Mã số là 45 nha, 750 nha. Rồi, mã số là 46 nè. Cây này cây Huawei Nova 3i nha. Đó, camera kép, găng tay một chạm, RAM 4, bộ nhớ 128, Android nó 9 chấm. Đó, cây này em bán, đó, cây này bình thường ha, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Máy này không nứt, không bể, không gì hết luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, cây này em bán 900 nha, mã số là 46 nha. Đó, mã số 46, 900k ha. Rồi mã số là 47 ha, cây Galaxy Note 5 nha. Đó, Note 5 luôn. Lâu lâu em có một cây một. Cây này bán cũng rẻ ha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm, có sạc không dây, có đo nhịp tim, màn hình Super AMOLED, có cây viết luôn ha, màn hình hai cảm ứng. Đó, cây này em bán 4 cho RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm ha. Đó, cây này em bán 900 nha, mã số là 47 nha, 900k ha. Đó, xài được sim 4G bình thường ha, máy móc ok, màn hình Super AMOLED luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè, pin thì tốt lắm. Đó, găng tay trên nút hôm luôn ha.
Đó, cây này thì xài được 2 sim 4G luôn nha. Cây này xài được 2 sim luôn nha. Phiên bản 2 sim. Cây này hàng hiếm lắm. Rồi 900K nha, mã số là 47 nha. Rồi mã số là 48 nè. Cây Mi A1 nha. Nó bự ha, cái găng tay một chạm, camera kép, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G, sạc đuôi Type-C. Cây này RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Đó, cây này em bán 900 nha, mã số là 48 nha, 900K ha. Cây này xịn sò lắm, chơi được tất cả loại game luôn nha. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Đó, full chức năng luôn. Tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Rồi, RAM 4, bộ nhớ 32 nha. Cây sạc đuôi Type-C luôn. Rồi, cây này em bán 900 nha, mã số là 48 nha. Bên em bán thì có cọc nha, ai mua thì cọc qua ha. Rồi, cây này Nova, cây Nova 23i luôn ha, RAM 4 bộ nhớ 128, Android nó 9 chấm ha. Cây này em bán giá 1 triệu nha. Camera kép găng tay một chạm, mã số là 50 nha. Xài được 2 sim 4G luôn ha. Đó, cây này cũng riêng nguyên cây full chức năng đẹp luôn ha. Máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Cây này đẹp đẽ, pin thì tốt lắm. Máy móc ok, xài được 2 sim 4G luôn ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Cây này em bán giá 1 triệu nha, mã số là 50 nha. Xài được 2 sim 4G luôn, RAM 4 bộ nhớ 128 nha. Em có cây xịn sò nè, mã số 51 nè. Cây này cây Redmi Note 9 nha. 4 camera, găng tay một chạm. Mặt lưng nè ha, mặt lưng đẹp luôn ha. Cây này sạc đuôi Type-C, xài được 2 sim 4G. Pin nó 6.000 hay gì đó, nặng kịch ha. Đó, cây này RAM 4, bộ nhớ 128. Cây này em bán giá 1 triệu rưỡi nha, 1 triệu rưỡi, mã số 51 nha. Cây này thì màn hình nó đục lỗ. Màn hình nó đục lỗ, rin nguyên cây luôn. Cây này rin hết toàn bộ máy nha. Đó, màn hình đục lỗ nha, rin hết toàn bộ máy luôn. Cây này mạnh lắm. Đó, pin thì trâu lắm, chơi tất cả loại game luôn nha. Giá 1 triệu rưỡi nha, mã số 51 nha. Rồi mã số 16 nè, cây này cây Vivo 1724 nha, nó hơi ám nhẹ, được cái rin nguyên cây ha. Màn hình rin men rin rin hết. Rồi RAM 3, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm. Đó, cây này RAM 3 luôn nha, bự rin luôn ha. Em bán có 600 mà xài được 2 sim 4G luôn. Mã số 16 nè, cây này pin cũng trâu lắm. Máy móc ok full hết, nó màn hình rin máy móc ok luôn, pin thì tốt lắm. Nó cũng bự ha, không nhỏ thì mấy. Cây này mã số 16 nha, 600K ha. Rồi mã số 18 nè, cây Nova 3i nha. Huawei Nova 3i bị nứt. RAM 4, bộ nhớ 128, Android nó 9 chấm. Ha, cây này camera kép, găng tay một chạm, mặt sau kính. Xài được 2 sim 4G. Nó mới nứt có một đường một. Nứt một đường từ đây nè, lên tới đây ha, nứt một đường cảm ứng thì xài bình thường, máy mạnh lắm. Ngày loại cảm ứng cái gì cái màn hình gọi tai thỏ ha. Đó, sao lứng nó bát nó mánh ha, xài được 2 sim 4G nha. Pin thì trâu lắm, em bán 700 nha, mã số 18 nha. Rồi mã số 20 nè, cây Vivo Nova 2i, cây này RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 8 chấm. Cây này một thời em cũng thích lắm, găng tay một chạm, camera kép. Cây này xài được 2 sim 4G ha, Nova 2i. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64 ha. Cây này em bán 800 nha, mã số 20 nha. Đó, mã số 20 máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn nè. Máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình zin luôn. Đây nó sáng 2 điểm nha, không ảnh hưởng gì mấy được cái màn hình zin nha. Rồi cây này em bán 800 nha, mã số 20 nha, 800K. Rồi mã số 23 nè, cây Apple, cây Galaxy Z7 Pro nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm nè. Cây này thì rin nguyên cây luôn. À, không nứt, không bể, không gì, không chạy luôn, dán keo mới lột ra luôn, vỏ cũng dán keo luôn ha. Em bán giá rẻ ha, 900 ha. Cây này xài được 2 sim 4G luôn, máy móc ok full hết toàn bộ máy luôn, rin nguyên cây luôn nha. Màn hình rin men rin rin hết luôn, tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Đó, rin hết toàn bộ máy luôn. Máy còn vỏ còn đẹp luôn, mới do lọc keo ra luôn. 900K mã số là 23 nha. Rồi mã số 25 nè, cây Galaxy A7 2018 nha. 4 camera luôn, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 10 10 chấm ha. Cây này em bán giá 1 triệu nha. Đó, mã số là 25 nha. Xài được 2 sim 4G luôn, RAM 4 64 luôn. Đó.
nút nút găng tay trên nút hôm nút nguồn luôn nha, găng tay trên nút nguồn luôn bên hông luôn nha. Đó, máy móc ok ha. Rồi cây này full chức năng ha, không lỗi gì hết. Cây này mã số là 25, giá 1 triệu ha. Màu xanh. Còn cây màu cam Galaxy A7 2018 luôn ha. RAM 4 bộ nhớ 64 ha. Android nó 10 chấm ha. Ba camera luôn ha. Cây này xài được hai SIM 4G luôn. Đó, em bán giá 1 triệu nha. RAM 4 bộ nhớ 64 Android 10 chấm ha. Bán giá 1 triệu, mã số 26 màu cam ha. Nút nguồn này có găng tay luôn nha. Đó, máy móc ok, tải sẵn hết luôn, máy móc ok luôn ha. Rồi RAM 464 ha. Rồi cây này em bán giá 1 triệu nha. Rồi mã số là 26 nha. Rồi mã số 28 nè. Cây này Mi 8XE nha, Mi 8XE cây này mạnh lắm. Hai camera luôn, găng tay một chạm luôn. Đó, mặt lưng bằng kính luôn, xài được hai SIM 4G luôn, sạc bằng tai CC luôn, mặt lưng bằng kính luôn. Cây này có sạc không dây luôn. Có hồng ngoại luôn. Đó, màn hình Super AMOLED luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn, tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm. Đó, cây này mạnh lắm, chơi tất cả loại game luôn nha. RAM 6 cũng nhớ 64 luôn, em bán sổ cái này nha. Đó, bán giá con 1,2 triệu, mã số là 28 nha. Rồi 936 nè, cây này cây Redmi 5 nha. Đó, Redmi 5 bị đốm màu nhỏ xíu mà. Đốm nhỏ xíu xíu ở đây nha, ngay cái này ha. Đó, bị đốm ngay đó ha, không nứt không bể không gì hết, cái đốm nó vài bữa nó hết luôn nha. Đó, cây này em bán RAM 4 nha, RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm luôn nha. Nó camera kép nè, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai SIM 4G luôn. Nếu không bị đốm cây này em bán 900, bị đốm là em bán 750 nha, 750 mã số là 936 nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn, màn hình Green Man Green hết đồng bộ luôn, bị đốm con tí nỉ ha. Đó, cây này 750, chơi được tất cả loại game liên quân Fire up luôn ha. Rồi 939, cây này cây Galaxy A9 Pro nha, A9 Pro, cây này RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm nha. Đó, cây này 950 nha, RAM 4 nha, màn hình Super AMOLED luôn á. Đó, cây này riêng nguyên cây luôn nha, màn hình nó hơi chạy tí nhưng mà về dán gần lực thì hết ha. Pin thì tốt lắm, wifi đầy đủ, xài được hai SIM 4G ha. Đó, màn hình thì khỏi nói, đẹp ken span luôn, màn hình riêng luôn nha, găng tay trên nút home ha. Đó, cây này bán 950 nha, mã số là 939 nha, 939, xài được hai SIM 4G ha. Máy móc ok, full chức năng luôn nha. Rồi cây 940 nè, cây Poco F1 nha, cây này của bằng Mi nha, Poco F1, cây này RAM 6 nha, bộ nhớ 128, Android nó 10 chấm nha, camera kép, găng tay một chạm, pin thì trâu, sạc đuổi tới si, xài được hai SIM 4G, chơi được tất cả các loại game nhưng mạnh cực kỳ luôn ha. Đó, em bán giá 1 triệu tư nha, 1 triệu tư, mã số là 940 nha. Đó, camera ở trên là camera kép luôn á, màn hình tay thỏ luôn, đẹp ken xe ben luôn, đó, quá trời đẹp luôn. Máy nó mạnh, RAM 6, bộ nhớ 128 nha. Máy nó mạnh lắm. Rồi cây này mã số là 940 nha, giá 1 triệu tư ha. Rồi cây 941 nè, cây này Galaxy A50 nha, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 11 chấm ha. Đó, ba camera luôn. Đó, cây này xài được hai SIM 4G luôn, sạc đuôi tai si luôn ha. Đó, màn hình thì Super AMOLED luôn, full chức năng nha. Đó, máy full chức năng, máy móc ok full luôn ha. Em bán giá 1 triệu 3 nha, mã số là 941 nha, 941 ha. Máy đẹp ken ken luôn ha. Đó, màn hình ok luôn, full ha. Đó, đã không? Rồi cây này em bán giá 1 triệu 3 nha, mã số là 941 nha. Rồi cây 915 nè, đó, cây này cây Galaxy Z7 2016 nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn, xài được hai SIM 4G luôn, pin thì trâu lắm, pin nó dài tới đây luôn ha. Đó, cây này em bán giá có 600, mã số là 915 nha. Cây này cũng là Green nguyên cây, full chức năng, màn hình Green Man Green hết toàn bộ máy luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn. Green hết toàn bộ luôn ha. Đó, pin thì tốt lắm, pin rời luôn ha. Đó, cây này em bán 600 nha, mã số là 915 nha, 600k ha. Rồi cái 916 nè, cây Redmi S2 nha, nó bị lót không, màn hình không nứt không bể không gì hết, nó bị rin nguyên cây luôn, bị lót màn hình thôi. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm nha. Đó, camera kép nè, găng tay một chạm, nó có hồng ngoại, xài được hai SIM 4G luôn ha. Pin thì trâu, máy thì mạnh ha. Đó,
Cây này em bán giá là 600 nha. Thường thường cây này em bán 775 rưỡi. Em bán có 600 ha. Mã số là 916 nha. Đó, màn hình rin men rin máy móc rin hết toàn bộ luôn ha. Chỉ bị lót thôi nha. Đó, bị lót ra đốm đốm trắng trắng này nhẹ nhẹ nữa ha. Nó không ảnh hưởng gì máy nha. Máy móc không nứt không bể không gì hết luôn nha. Rồi cây này em bán giá 600 nha. Chơi được game Liên Quân Free Fire về up luôn ha. Mã số là 916 nha. Rồi mã số là 921 ha. Cây này cây Redmi Note 5 nha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm, cây này màu đỏ ha. Camera kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai SIM 4G luôn ha. Đó, em bán 750 thôi. Mã số là 921 nha. Đó, máy móc ok full hết toàn bộ ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn nè. Ứng dụng tải sẵn luôn, pin thì tốt, chơi được tất cả loại game luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, cây này em bán 750 luôn, mã số là 921 nha. Rồi thì cây 925 nè, cây này cây Mi A1 nha. Đó, găng tay một chạm, camera kép có hồng ngoại ha, pin thì trâu, xài được hai SIM 4G luôn. RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm. Cây này xài được hai SIM 4G, đặc biệt sạc đuôi Type-C ha. Cây này em bán 900 nha, mã số là 925 nha. Đó, 925 máy móc ok luôn ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè. Máy móc ok luôn ha. Sạc đuôi Type-C luôn. Rồi cây này em bán 900 nha, mã số là 925 nha. Rồi cái 874 là cây Oppo F1S nha. Cây này bị nứt nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm, xài được hai SIM 4G nha. Đó, RAM 3 luôn nha. Em bán 450 luôn, mã số là 874 nha. Đó, màn hình nứt nha, máy móc ok full hết, màn hình hơi nứt nha. Đó, nứt nè. Nhưng cảm ứng thì xài bình thường nha. Đó, cảm ứng xài bình thường nha, máy móc ok luôn ha. Đó, full chức năng, chỉ là nứt màn hình thôi ha. Đó, màn hình bị nứt ha. Găng tay trên nút home ha. Nó bỏ được hai SIM 4G nghe gọi ha. Em bán có 450 rồi, mã số là 874 nha. Rồi cây 880 nè, cây Galaxy Z700 nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm, xài được hai SIM 4G. Đó, pin thì pin rời luôn ha. Em bán 600, mã số là 880 nha. Cây này màn hình rin men rin rin hết luôn. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, ứng dụng này kia em tải sẵn hết, màn hình rin luôn, pin thì rời luôn, pin tốt luôn ha. Đó, xài được hai SIM 4G luôn. Mã số là 880 nha, 600 nha. Rồi cái 884 rồi ha. Đó, cây Galaxy Z7 Prime nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm nha. Đó, em bán 650 luôn, cây Z7 Prime nha. Đó, mã số là 884, xài được hai SIM 4G luôn, RAM 3, bộ nhớ 32 luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Đó, ứng dụng em tải sẵn luôn. Đó, đầy đủ ứng dụng ha, pin thì tốt không, máy móc ok luôn ha, full ha. Đó, cây này em bán 650 nhưng mã số là 884 nha. Rồi 892, cây này cây Galaxy Z8 nha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm. Đó, cây này găng tay một chạm nằm đây ha, camera kép. Có xài được hai SIM 4G chọt ở đây nha. Hai SIM một thẻ nhớ ha. Em bán 800 nha, 800k mã 900k nha, em lộn nha. 900k mã số là 892 nha. Đó, ai muốn coi gì coi cái tem này ha. RAM 3 bộ nhớ 32 luôn. Màn hình máy móc ok full chức năng luôn ha, tải sẵn ứng dụng luôn nè. Nó ứng dụng em tải sẵn, pin thì trâu lắm, khỏi nói pin thì cực kỳ luôn, trâu luôn ha. Màn hình ok luôn ha. Rồi cây này em bán giá 900 nha, mã số là 892 nha. Rồi cái 854 nè, cây này cây Redmi Note 3 nha, nó cũng bị ám luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm. Cây này có găng tay một chạm nè, có hồng ngoại, xài được hai SIM 4G luôn nha. Đó, em bán giá 500 nha, mã số là 854 nha. Cây này không ám là em bán giá tới 700 á. Đó, 700 tới 750 ha. Nó bị ám nhẹ rồi em bán giá có 500, mã số là 854 nha. Máy này thì màn hình rin men rin rin hết, máy móc rin hết toàn bộ nha. Đó, máy móc em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè. Pin cũng tốt lắm, máy móc ok full hết toàn bộ ha. Pin thì trâu lắm, máy mạnh nha. Rồi 854 nè, 500k nha. Rồi cái 865. Cây này cây iPhone 6s Plus, iPhone 6s nha. iPhone 6s nha mà bị lót nha. Cây này quốc tế luôn, full chức năng luôn. Găng tay này kia đầy đủ ha, máy sạch sẽ. Em bán 800 nha, mã số là 865 nha. 865. Đó, cây này có găng tay bình thường ha. Đó, màn hình riêng luôn nha.
bị lót nhẹ trên đây miếng ha. Đó, cây này iPhone 6s nha, phiên bản iOS nó 13 chấm nha. Đó, 64GB ha. Rồi cây này em bán giá có 800 thôi nha, mã số là 865 nha. Rồi cây 869, cây này cây VMAX Active 3 nha. VMAX Active 3 RAM 6 nha, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn nha. Đó, cây này có găng tay một chạm nè, camera kép nè, camera trước thụt lò luôn nha. Đó, cây này pin trâu lắm, sạc đôi tay si, xài được hai sim 4G luôn. RAM 6 chơi được tất cả loại game luôn. Cây này em bán giá 1 triệu tư nha. Nó có 1 triệu tư thôi. Đó, cài đặt Face ID là camera trước nó chạy lên chạy xuống đã lắm ha. Màn hình riêng luôn nha. Máy móc ok full chức năng ha. Rồi, 869 nha, 1 triệu tư nha. Rồi cái 840 nè, cây Redmi Note 5 nha, RAM 4 bộ nhớ 64 mà rồi nó 9 chấm nha. Nó cây này mạnh lắm, chơi được tất cả loại game liên quân Wi-Fi bị up luôn, găng tay một chạm, camera kép có hồng ngoại, xài được hai sim 4G luôn nha. Đó em bán 850 nha, 850 mã số là 840 nha. Cây này mạnh lắm. RAM 4 64 cây này dài 8 nhân mỗi nhân 2 Hz, nó mạnh lắm, màn hình đẹp luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Đó, cây này em bán giá 850 nhưng mã số là 840 nha. Rồi 844 rồi. Cây này cây Galaxy A30s nha. Đó, Galaxy A30s, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 10 10 chấm nha, 11 chấm ha. Ba camera luôn ha. Cây này xài được hai sim 4G, sạc đuôi tai si luôn ha. Nó em bán giá 1 triệu tư nha. Cây này 1 triệu tư nhưng mã số là 844 nha. Đó, 1 triệu tư máy móc ok full chức năng ha. Đó. Máy móc ok full chức năng luôn. Máy móc luôn, nó cực kỳ luôn ha. Chạy không thấy đường luôn. Nó sạc đuôi taxi luôn. Xài được hai sim 4G luôn. Giá 1 triệu tư, mã số là 844 nha. Rồi cây màu trắng nữa nè. Cây này Galaxy A51 nha. RAM 6 cộng 6 là RAM 12 nha. Bộ nhớ 128, Android 13 chấm nha. Đó, cây này ba camera luôn ha. Có sạc taxi, xài được hai sim 4G ha, vỏ thì cũ qua 5 tháng. Rồi cây này em bán giá 1 triệu 7 nha, mã số là 846 nha, 846 nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Đó, ứng dụng em tải sẵn luôn à. Đó, máy móc ok luôn ha. Máy không chạy gì luôn, màn hình không chạy ha. Mã số là 846 nha, 1 triệu 7 nha. À, còn cây này thì cũng full giống vậy luôn mà xài được sim ha. Cây để ý, cây này chỗ có màu trắng ngay chỗ này nè. Tất cả dòng có màu trắng này là xài được sim ha. Sim thì chọt ở đây ha. Cây dòng này thì xài sim chỉ để xài được 3G thôi chứ nghe gọi không được nha. Tất cả luôn nha. Dòng cao, dòng thấp hay gì không cần biết. Nhưng mà nó là iPad là xài được, không được nghe gọi không được nha. Chỉ lấy được 3G thôi nha. Đó, cây này bán giải trí luôn ha, 550 nha, mã số là 848 nha. Cây này cũng là tải sẵn ứng dụng luôn, màn hình máy móc ok full hết. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Đó. Pin thì tốt, máy móc ok full hết ha. Em có hai cây, một cây với 500, một cây 550 nha, mã số là 849 nhân 550 ha. Rồi cái 808 nè, Galaxy A5 nha. Đó, A5 2017 nha, tên nó vậy ha. Cây này nhôm nguyên khối nha, chọc sim ở trên đầu ha. Chọc sim trên đầu nè. Sườn này thì cũ qua 5 tháng, chọc sim đây nữa ha. Sườn thì cũ qua 5 tháng, màn hình thì đẹp ha. Màn hình cũng còn màn hình là Super AMOLED luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho con luôn nè. Máy móc ok luôn ha, xài được hai sim 4G luôn nha. Em bán 750 nha, 750 màn hình Super AMOLED nha. Mã số là 808 nha. Đó, cây này nó tròn lủng mà đã luôn ha. Sạc đuôi tai si luôn nha. Đó, sạc đuôi tai si xài được hai sim 4G luôn. 750 nha, mã số là 808 nha. Rồi cái 815 nè, cây này cây Galaxy Z7 Plus nha. Đó, xài được hai sim 4G luôn ha. Đó, máy móc full chức năng. RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm ha. Cây này em bán 900 nha. 900K có găng tay mà găng tay trên nút home ha. Có camera kép ha, xài được hai sim 4G ha, bán 900 nhân mã số là 815 nha.
Đó, G7 Plus ha. Máy móc ok luôn. Đó. Đó, máy móc ok luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho con luôn nè. Ứng dụng em tải sẵn hết trơn luôn ha. Rồi cây này em bán 900 nha, mã số là 815 nha. Rồi cây 776 nè. Cây Vivo 1601 nha. Cây này hơi ám nha, màn hình zin hết toàn bộ ha. Nó hơi ám nhẹ ha, không nứt không bể không gì hết, pin thì tốt lắm. Cây này RAM 464 nha, Android nó 6 chấm. Cây này không ám em bán tới 8900 ha. Bị ám là em bán có 550 nha. Mã số là 776 nha, 550 nha. Đó, máy móc ok, tải sẵn con cá lội luôn ha. Đó, màn hình hơi ám mà, xài bình thường ha. Mà đường cái máy mạnh nha. Máy nó mạnh như lắm. Tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm, xài được 2 sim 4G luôn ha. Đó, 550 nha, mã số là 776 nha. Rồi 755 nè. Đó, cây này Galaxy S9 nha. Đó, cây này có sạc đuôi CC ha, sạc không dây, cái đo nhịp tim ha, cái găng tay một chạm nha. Đó, cây này màn hình Super AMOLED cong luôn nha, không nứt không bể không gì hết luôn nha, hơi ám nhẹ thôi. RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm nha. Cây này em bán giá 1.6 triệu nha, 1.6 triệu nha. Máy móc ok, full chức năng luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, ứng dụng em tải sẵn hết trơn luôn ha. Đó, màn hình thì hơi ám nhẹ ha, nhưng mà cái là full hết toàn bộ luôn. Màn hình này kia ok hết luôn ha. Mã số là 5755 nha, giá 1.6 triệu nha. Rồi 757 nè, 757 nè. Cây này cây Redmi Note 10S. Cây này RAM 10 13, bộ nhớ 128, Android nó 12 chấm nha. Cây này có đuôi sạc Type-C, xài được 2 sim 4G ha. Em bán giá 1.8 triệu nha. 1.8 triệu, cây này rin nguyên cây luôn nha, rin hết toàn bộ luôn, màn hình đục lỗ luôn. Rin hết toàn bộ luôn máy luôn nha. Máy móc ok, full chức năng luôn nha. Cây này mạnh lắm. Đó, rin luôn màn hình, rin man, rin hết toàn bộ máy luôn. Đó, găng tay trên nút hơi nguồn luôn ha. Có hồng ngoại luôn nha. Đó, cam trước cam sau ok luôn. Em bán giá 1.8 triệu nha, mã số là 757 nha. Rồi cái 758 nè, Galaxy S9 Plus nha. Đó, Galaxy S9 Plus, găng tay một chạm, camera kép, có đo nhịp tim, có sạc không dây, đó, màn hình Super AMOLED, có sạc một đuôi Type-C luôn ha. Đó, cây này 2 sim luôn nha, em bán giá 2.2 triệu nha. Nó 2.2 triệu luôn. Đó, màn hình cong luôn, Super AMOLED luôn, màn hình đẹp luôn nha, không ám ố không gì hết luôn nha. Máy móc ok, full chức năng luôn, phiên bản xài được 2 sim luôn, 2 sim 4G luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Rồi cây này em bán giá 2.2 triệu nha, mã số là 758 nha. Rồi 676 nè, cây Mobitouch S2 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn nha. Nó Mobitouch luôn. Cây này có găng tay một chạm luôn. Đó, xài được 2 sim 4G luôn ha. Đó, em bán giá có 500 rồi nha. RAM 3, bộ nhớ 32, bán giá có 500 rồi nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn nha, không lỗi gì hết luôn. Đó, cảm ứng này kia, máy móc ok, full hết toàn bộ luôn. Tải sẵn ứng dụng RAM 3, bộ nhớ 32 luôn. Đó, màn hình nó hơi chạy thôi. Đó, màn hình hơi chạy nhẹ nha. Rồi em bán 500 nha, mở số là 676 nha. Rồi 686 nè, cây này cây Mi A2 nha, RAM 464, Android nó 10 nha. Cây này camera kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G ha. Máy thì nó bầu bầu đẹp đẹp ha, bầu bầu đã ha. Đó, em bán 900 nha, mở số là 686 nha. 686 900 nha. Đó, RAM 464 luôn, rin nguyên cây, full chức năng luôn. Đó, full hết toàn bộ máy luôn nha, màn hình rin man, rin hết toàn bộ máy luôn. Máy móc ok, full hết toàn bộ, rất là mạnh mẽ luôn nha. Tải sẵn ứng dụng luôn nè, ứng dụng tải sẵn hết toàn bộ luôn ha. Wi-Fi này kia đầy đủ ha, chặn đuôi taxi luôn. 900k ha, mã số là 686 nha. Rồi 687 nè, cây này cây Xiaomi Mi 5X nha. Đó, Mi 5X, găng tay một chạm, camera kép, khó găng tay, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn ha. RAM 464, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 900 luôn ha, mã số là 687 nha. Sạc đuôi Type-C ha, màn hình full chức năng. Đó, màn hình rin mà full chức năng luôn, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho một con luôn ha. Máy rất là mạnh, pin thì tốt lắm ha.
Đó, cây này sở hữu được 8 nhân mẫu nhân 2 hết mốt. Đó, cây này em bán 900 nha, mã số là 687 nha. Rồi cây 658 là cây VMAX Activa nha, cây này mắc lắm nha. Đó thì thường sự là cây này có camera trước nó thụt lò nên nó mắc ha. Cây này ra 3 camera luôn, pin thì trâu như con bò, có găng tay một chạm luôn ha, xài được 2 sim 4G nha. Sạc đuôi taxi, pin thì trâu như con bò luôn. Đó, máy móc ok luôn, cam trước không có thấy nha, chỉ là thụt lò nha. Nếu mình gắn Face ID mà gương mặt vô cái mỗi lần mở màn hình lên cái nó trượt cái cam lên đẹp lắm nha. Đó, cây này mạnh lắm nha. Đó, máy móc riêng nguyên cây full chức năng luôn, giá 1.800.000 nha, RAM 6 bộ nhớ 64 nha. Giá 1.800.000 nha, mã số là 658 nha. Rồi 626 nè, cây này cây VMAX Activa nha. RAM 6 bộ nhớ 64, Android nó 11 chấm nha, 10 chấm ha. 3 camera, găng tay một chạm, pin thì trâu như con bò. Sạc đuôi tai xi, camera trước thụt lò ha. Cây này em bán giá 1.800.000 nha, màn hình zin hết, máy móc zin hết toàn bộ luôn nha. Đó, máy móc zin hết luôn. Máy đã lắm nha. Đó, RAM 6 bộ nhớ 64 luôn, camera trước thụt lò luôn nha. Đó, gắn phim đi vô cái chạy lên chạy xuống đã lắm ha. Rồi cây này em bán 1.800.000 nha, mã số là 626 nha, pin trâu lắm.